một cái gọi là cái thông tin gồm có username, password, điểm. Thì cái này chúng ta có thể tổ chức dưới dạng là struct hay là các cái phần nội dung gì đấy. Thì sau đấy thì ở đây thì các bạn thấy là với các cái đề này ấy, thì nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ ở đây trong cái phần này thì nó cũng sử dụng cái gì nhỉ, cái cấu trúc kênh những phần tìm kiếm đấy, cho nên là chúng ta cũng xem cái phần nội dung kênh những phần tìm kiếm ở cái phần này. Thứ hai đây là kỹ thuật về gì nhỉ, về đọc file đấy, về file đấy, đấy là một số cái phần nội dung mà chúng ta lưu ý ở trong cái phần đề thứ nhất. Như vậy đề thứ nhất là đề liên quan đến gọi là nội dung một cái chương trình mà gồm có username, password và điểm số. Và trong cái phần này thì chúng ta có sử dụng cái một cái cấu trúc dữ liệu, đó là cái kênh những phần tìm kiếm, đúng không? Và chúng ta sử dụng cái gì nhỉ, cái thông tin ở trên file văn bản đấy. Thì đấy là cái đề thứ nhất mình cũng giới thiệu với các em như vậy. Mình cứ đi từ trên xuống. Cái đề thứ hai ở đây thì chương trình quản lý bóng đá. Thì cái này thì chúng ta cũng liên quan đến file văn bản. Như vậy ở đây các em liên quan đến vấn đề là đọc file đấy, chúng ta phải đọc dữ liệu từ các cái tệp đấy, và làm sao chúng ta phải đọc được các thông tin. Ở đây yêu cầu là các thông tin khác nhau của đối tác đấy, các bạn lưu ý là như vậy. Thì ở đây thì cũng có cái phần thứ nhất ở đây là liên quan vấn đề là tạo kênh đấy. Như vậy ở đây chúng ta lại phải liên quan đến cấu trúc kênh những phần tìm kiếm đó, dựa trên cái thứ tự khóa là mã bóng. Như vậy ở đây chúng ta liên quan cấu trúc, một cấu trúc dữ liệu là chi. Thế thì cơ bản nó cũng xoay quanh mấy cái là ví dụ ở đây trong phần này là trên cái chi chúng ta tìm kiếm đấy, chúng ta tìm kiếm và chúng ta xuất cái kết quả ra cái file đấy. Như vậy liên quan kỹ thuật đọc file, ghi file, rồi là tìm kiếm, rồi là thực hiện ở trên cái kênh những phần tìm kiếm đấy, đấy là cái nội dung mà liên quan cái đề số 2. Như vậy ở đây các bạn thấy là ở đây sẽ gì nhỉ, sẽ liên quan đến cái cấu trúc dữ liệu là thứ hai, đó là kênh những phần tìm kiếm. Ở đây cũng thấy vậy, cái bài 1, bài 2, cái đề 1, đề 2 ở các cái năm trước thì nó dùng các cái cấu trúc dạng gì nhỉ, là kênh những phần tìm kiếm là phần nhiều. Cái đề tiếp theo thì có một số cái đề gần đây, đây là năm 2021 thì liên quan đến truy vết Covid-19. Một số bạn thì cũng đã thi cái phần này ở cái phần trước rồi đúng không? Đấy, ngay cả những cái bạn mà cái kỳ trước chúng ta học cái môn introduce và phần lab ấy thì chúng ta cũng liên quan đến cái gì nhỉ? Đến cái ứng dụng về truy vết Covid-19 rồi. Thì cái này thì nó cũng giống như cái lần trước liên quan cái struct thôi. Thì tuy nhiên thì ở đây nó khác ở đây là nó sẽ dùng cái cấu trúc gì nhỉ? Dùng danh sách liên kết đơn hoặc là danh sách liên kết kép. Như vậy đây các em thấy là dùng cái kỹ thuật về danh sách liên kết. Bạn nào vừa mới chat đấy thì mình cũng chưa. Đấy thì ở đây các bạn lưu ý là vẫn là cái đề của năm trước thôi. Tuy nhiên chúng ta dùng cái gì nhỉ? Dùng cái danh sách liên kết đơn hoặc là danh sách liên kết kép để mà thực hiện cái việc là lưu trữ cũng như là tìm kiếm, rồi là thực hiện cái truy vết. Đấy thì liên quan đến các chức năng ở đây. Đấy thì ở đây nó cũng giống như là cái đề của trước, thì ở đây chỉ có khác là chúng ta đọc file, ghi file, rồi chúng ta sử dụng cái danh sách liên kết để mà thực hiện. Đấy. Thì vấn đề dùng danh sách liên kết cũng có thể. Một số các cái đề khác nữa thì ở đây chúng ta cũng chương trình để mà thực hiện cái quản lý máy tính. Thì đây cũng có các chức năng như là load cái file dữ liệu đấy, rồi là update cái thông tin của CPU, rồi update thông tin của RAM đấy, rồi chúng ta tìm kiếm, rồi thoát đấy. Thế thì ở đây thì với cái phần này thì chúng ta cũng liên quan cái gì nhỉ, cái thông tin về đọc file. Và ở đây thì các em cũng thấy là gì nhỉ, chúng ta sẽ gì, số máy trong danh sách của chương trình là 20, các máy sẽ chữ như vậy. Đây chúng ta sẽ thấy là liên quan đến cái phần cấu trúc, có thể là đây là gì nhỉ, ở đây chúng ta có thể là dùng cái cấu trúc về về về, về danh sách, dùng cái dạng danh sách để mà thực hiện đấy, để mà lưu trữ đấy, rồi là chúng ta thực hiện cái việc là quản lý ở trên cái phần đấy. Thì đấy thì ở đây chúng ta cũng có cái phần ở đây thì nó không thể hiện rõ lắm, nhưng mà có nghĩa là với những yêu cầu của đề bài, người ta yêu cầu dùng danh sách hay là dùng chi, hoặc là chúng ta có thể là dùng các cái phần nội dung. Tất nhiên cái danh sách chương trình này chưa hẳn đã là danh sách nhé, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu file dữ liệu, file đọc và nối vào danh sách chương trình máy tính đang có in ra một mình, đấy, thì chúng ta có thể xem cái phần này. Ở đây có thể là chưa nói rõ là chúng ta dùng cái cấu trúc dữ liệu nào, đúng không? Cấu trúc dữ liệu nào, nhưng mà chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái cấu trúc struct để mà thực hiện. Đấy là cái tối thiểu. Ngoài ra thì đây cũng có thể là thực hiện cái một vài cái chức năng ở đây. Đấy, nhập vào file file đường dẫn. Đấy là cái một cái đề tiếp theo. Cái đề năm 20
để một số đề nữa thì ở đây nó cũng cơ bản là dùng gì. Như vậy đây các em thấy là kỹ năng gì, đọc file ghi file, rồi là kết xuất ra màn hình đấy, rồi là các cái nội dung. Thế thì trong phần này thì liên quan kênh những phần tìm kiếm đấy, như vậy cơ bản là các bạn thấy là có thể liên quan cấu trúc cây hoặc liên quan danh sách là chính thôi đấy. Đấy, ví dụ đọc tệp và chúng ta thực hiện cái việc trên kênh những phần tìm kiếm đấy, hoặc là ở đây một số cái này là cái chương trình về về đấy, về cũng là truy vết COVID-19 đúng không? Nhưng ở đây thì các bạn thấy là dùng gì? Dùng danh sách liên kết đơn hoặc là hoặc liên kết đôi khi nạp vào bộ nhớ. Đây chúng ta cũng có các cái chức năng như này. Đấy, thì các em có thể là tìm hiểu cũng như là một số phần nội dung là các em có thể là thực hiện. Đấy, hoặc là ở đây chúng ta cũng có một số các cái phần nội dung của một số đề khác đây. Thế thì với cái đề này thì chúng ta thống kê in ra màn hình đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ liên quan đến gì nhỉ, trong danh sách liên kết đấy, như vậy sẽ dùng danh sách liên kết. Như vậy cơ bản các bạn thấy là cũng có một số cấu trúc dữ liệu dùng hay thường dùng như là cái cấu trúc cây hoặc là cấu trúc danh sách đấy, đấy là những cái mà chúng ta có thể là sử dụng để mà giải quyết các cái bài toán như đưa ra. Thế thì về cái phần nội dung mà cũng upload cho các em ấy thì đã upload trên Vận Vinh, tí nữa nói Vinh sau nhé. Vinh. Đấy, của Vinh, Vinh có nhìn thấy không? Vinh ơi. Thôi ạ. Đấy, tức là rất nhiều cái gọi là couldn't download virus detect nhé, không được nhé. Em cách nào em gửi, hoặc là em ấn tách em gửi qua email thế nào đấy nhé. Thế như vậy là về cái phần nội dung mà của lớp chúng ta đấy thì đấy, thì cái đề chúng ta đã upload trên cái LMS này rồi nhé, trên cái Microsoft Teams rồi, các bạn vào cái mục file này đúng không? Chúng ta có cái phần đề thi tham khảo đây, thì trong phần đề thi tham khảo chúng ta có các cái đề đây rồi, được chưa? Cả lớp nhé. Vâng ạ. Thế đấy, đấy là cái một số cái phần nội dung. Thế còn trong cái nội dung của cái giờ trước ấy, thì chúng ta cũng đã có một số các cái file về một số các cái bài giảng, thì các bạn cũng về các bạn đi xem lại, các bạn xem lại các cái week, ví dụ từ week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 8, week 10. Thì trong các week này thì các em thấy là cái nội dung của các week thì như các em thấy là gì nhỉ? Là liên quan đến các cấu trúc về cây hoặc là các cấu trúc về, ví dụ cái week 1 thì như các em thấy ở đây thì chúng ta cũng liên quan đến đến cái cấu trúc về gì nhỉ? Week 1 thì nó đơn giản thì cũng chỉ là ấy thôi. Cơ bản là các cái thao tác liên quan đến trình bày trên màn hình cũng như là một số các cái phần nội dung để mà chúng ta thực hiện. Thế còn các phần nội dung week 2, week 2 thì ở đây chúng ta cũng liên quan đến chậm. Đấy, liên quan đến gọi là cấp phát bộ nhớ động, liên quan với struct đúng không? Đấy, rồi là các vấn đề liên quan đến đến file. Đấy, thì các bạn có thể là xem kỹ cái phần này vì là cũng có một số cái phần mà chúng ta phải liên quan đến danh sách liên kết, phải liên quan con trỏ rồi. Con trỏ thì có nghĩa là chúng ta phải phải xem cái phần nội dung liên quan con trỏ. Đấy, thế còn cái phần week 3. Phần week 3 thì liên quan đến các vấn đề như chúng ta thấy ở đây là gì, là liên quan đến bắt đầu liên quan đến danh sách gì, liên kết đơn rồi danh sách liên kết kép đấy. Như vậy ở phần week 3 sẽ liên quan đến một số các phần nội dung mà các em sẽ thực hiện ở trên một số các cái phần nội dung mà chúng ta cũng đã làm rồi đấy, ngay cả trong cái phần week 15 vừa rồi chúng ta liên quan đến một số cái thao tác mà có thể dùng cái danh sách liên kết cài đặt ở trong cái phần về bảng băm đúng không? Đấy, có phần đấy rồi. Thực ra hôm nay mình cũng định hỏi cái phần đấy với các em ấy, xem đã hoàn thành chưa. Đấy, bạn nào chưa hoàn thành thì chúng ta thực hiện. Thì ở phần như vậy là quick 3 cũng là cái quick mà liên quan cái chủ đề và trong cái đề thi của chúng ta, thì các em cũng phải xem lại cái phần quick 3. Đấy. Ở đây mình cũng chỉ hệ thống lại một số cái phần nội dung đấy thôi.
Thì trong phần week 4, week 5 thì chúng ta cũng liên quan đến một số các cái phần mà cũng liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Thì trong cái nội dung của cái week 4 và week 5 thì chắc ở đây chúng ta cũng thể liên quan đến một số cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta thường dùng như là SQL. SQL thì cũng có thể trong một số cái phần nội dung thì chúng ta cũng sẽ có một số cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta có thể thực hiện. Đấy, nhưng mà cơ bản thì giới hạn thì có thể là chúng ta sẽ tập trung nhiều trên các phần cấu trúc danh sách liên kết hoặc là cây là chính thôi. Còn một số các cái cấu trúc khác thì cũng thể hạn hữu là trong tùy từng yêu cầu của đề bài. Đấy, thế còn cái vấn đề của trong cái phần week 6 chúng ta liên quan đến searching thì có một số cái phần yêu cầu của đề bài là tìm kiếm thì chúng ta sẽ phải lựa chọn một số cái giải thuật tìm kiếm để mà thực hiện. Nếu mà một số đề bài người ta yêu cầu là dùng cái giải thuật tìm kiếm nào đấy thì chúng ta phải xem các cái giải thuật tìm kiếm đấy thực hiện như thế nào. Cái week 7 thì cũng là liên quan đến tìm kiếm. Đấy, chúng ta cũng đã có một số cái giải thuật tìm kiếm liên quan đến phần đấy rồi. Week 8 liên quan đến tree, đấy, make và tree. Thế thì về cái phần tree thì chúng ta đã biết là trong một số cái phần nội dung của cái đề thi thì nó có liên quan đến tree rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy có cây gì nhỉ? Cây nhị phân. Đấy, rồi cây nhị phân tìm kiếm. Đấy, thì đây là hai cái nội dung mà chúng ta trong đó thì có nội dung mà cây nhị phân tìm kiếm là nội dung mà chúng ta thấy là trong một số đề lúc nãy nó có sử dụng cái cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm này. Thì các anh xem lại cái phần week 8. Đấy, như vậy là week 3, week 8, week 3 liên quan đến gì nhỉ? Cái danh sách liên kết, mọi week 8 thì liên quan binary search tree. Đấy, thế còn cái week 7, week 6 đấy, thì chúng ta liên quan đến search. Đấy, thì các bạn cũng có thể là xem một số các cái phần ôn tập lại, một số các cái phần nội dung như vậy. Ở cái phần week 9 thì chúng ta cũng liên quan đến cái chi tiết. Như vậy đây là trong phần tree này chúng ta liên quan đến các cái phép liên quan duyệt cây. Đấy, duyệt cây theo chiều rộng, liên quan đến duyệt cây theo chiều sâu. Đấy, rồi liên quan đến các cái thứ tự duyệt, duyệt theo thứ tự trước, thứ tự giữa, thứ tự sau như thế nào. Đấy, một số đề bài các bạn đọc kỹ thì người ta cũng hỏi đến cái thứ tự duyệt trước, duyệt giữa, duyệt sau. Nên các bạn cũng phải lưu ý cái phần week 9. Đấy, như vậy đây chúng ta sẽ thấy có một số cái phần nội dung mà của cái week 3, week 6, week 8, week 9. Đấy, hoặc là một số phần nội dung liên quan đến cái phần week 10 thì liên quan đến cái sorting. Đấy, sorting thì có một số kiểu sắp xếp mà chúng ta cũng đã thường xuyên chúng ta thực hiện rồi. Đấy. Thì tất nhiên là cái phần sắp xếp thì nó cũng đơn giản hơn. Chúng ta cũng đã có một số cái giải thuật liên quan sắp xếp nó cũng khá là cơ bản rồi. Thì các em có thể là thực hiện một số các cái yêu cầu. Đấy, thế còn một số các cái kiểu sắp xếp advanced tức là cao hơn thì nâng cao thì chúng ta có quick sort, có merge sort và những cái vấn đề liên quan xử lý lệ quy. Thì ở week 11, week 12. Trong phần week 13, 14 thì các em cũng liên quan đến một số các cái phần liên quan đến sort khớp chuỗi. Đấy, thì trong phần sort khớp chuỗi thì chúng ta sẽ học ở trong một số cái môn khác. Đấy, thì trong đấy thì có thể có liên quan đến một số các cái môn như là xử lý ngôn ngữ tự nhiên hay là một số những cái nội dung mà chúng ta sẽ có thể là sử dụng nó trong một số cái học phần khác. Đấy, thế còn cái week 15 vừa rồi thì chúng ta cũng liên quan đến đến gọi là hashing, gọi mapping and hashing, tức là hashable. Đấy là những phần nội dung mà chúng ta đã được học ở trong cái nội dung của cái phần chương trình. Đấy, như vậy nói chung là ở đây mình cũng đã có liên quan đến cái đề thi tham khảo, liên quan đến một số các cái phần nội dung mà chúng ta sẽ trọng tâm để mà ôn tập. Đấy, thì như vậy là các cái nội dung của các cái week 3 hay là week 8, week 9 hay là week 6, đấy, week 6, week 7 đấy là những cái mà chúng ta cần phải chú trọng hơn, đấy, cần chú trọng hơn liên quan đến cái phần nội dung của lớp của chúng ta trong cái vấn đề ôn tập. Đấy, thì các bạn lưu ý cái phần nội dung này. Thì trước hết như vậy là về cái phần đề thi tham khảo thì mình cũng đã có cái trao đổi với các em như vậy. Đấy. Thế còn một cái vấn đề nữa thì cái về cái nội dung liên quan đến cái phần kiểm tra giữa kỳ và liên quan đến một số cái phần nội dung khác thì cái phần đấy thì mình cũng sẽ có cái phần đánh giá với các em để mà có thể là thực hiện các cái phần nội dung liên quan đến cái phần mà các bạn thực hiện. Đấy.
Đấy, thì đấy là cái sơ qua là như vậy. À, một số bạn kia đã xong chưa em ơi? Thầy ơi, xem em vậy ạ. Ơi. Xem em vừa nhắn tin thầy ạ. Bây giờ cái chung này Đặng Công Tiến có đây không nhỉ? Trời ơi, xem em được chưa? Em là Nguyễn Duy Hùng ạ. Em có nhắn tin thầy ạ. Ừ. Duy Vinh hả em? Không ạ, em là Nguyễn Duy Hùng À, nhưng mà Vinh cũng vừa mới gửi cái đúng không Vinh? gửi file zip em đâu hiểu thầy. Em có upload được lên không? Em up lên rồi nhưng mà thầy toàn bị virus thế. Ờ không, nhưng mà mình vừa mới cái file của bạn của Vinh vừa mới gửi ấy, file file nén ấy. Nhưng mà cũng không đau được. Hùng vừa mới gửi cái á. Vâng ạ, em gửi cả invite với lại cả tin nhắn đấy. Nhưng mà sao nó nhiều thế nhỉ? Nhiều là sao? Em chia là 14 tuần rồi. Không, ý mình đang nói là download ấy, lúc download về ấy, cái dung lượng ấy. À vâng. À, tại vì em có mấy cái file thực thi em chưa xóa đi, em vẫn để file thực thi đấy. File EXE Nghe thì nó không đến mức độ lớn thế. Đây mình thấy mấy chục mê chưa xong này. à đúng rồi, tại vì em cho cả file PDF của mấy cái tuần đi vào. Em quên chưa Mình xóa đang đi. mãi chưa xong. Rồi tại nếu mới có file PDF của mấy thầy thì up lên em cũng thấy em cho hết vào trong mấy cái tuần đấy. Em là gì nhỉ? Nguyễn Duy Hùng ạ. Minh Vũ Duy Vinh là vẫn chưa được đúng không? Để em xem nào.
vẫn chưa được. Cái chuyển giao từ nãy giờ chưa xong không ạ? Tại vì em bỏ hết mấy cái file PDF của cái tuần thì hơi nặng. Nha, mình hỏi tiếp lại, Lê Minh Vũ xong chưa? Duy Vinh có cách nào gửi lại không nhỉ? Để em xem nào. Duy Vinh send file, nhưng mà tại sao em đổi cái tên lên xem nào. Mà lúc download nó cũng không được. Nó báo virus found ạ. Vẫn báo virus found. Thế nhưng mà của em có virus thật đấy. Vinh à? Dạ. Yeah. Đấy, nó báo đây này. Virus found này. Lê Minh Vũ có đây không em ơi? Lê Thanh Tùng có chưa? Em có. Chắc Lê Thanh Tùng hả? Windows tạo một cái GitHub mới, em tải code em lên. Nhưng mà đã gửi được chưa? Đã, chưa, em đang tạo lại. Em phải tải có từ OneDrive về rồi mới up lên được. Thấy đây em tìm. Đây mình ghi Lê Thanh Tùng vắng nhỉ. Rồi. Nguyễn Quang Tuấn vắng này, Mã Thành Trung này. Quang Tuấn Thành Trung vắng này. À, thầy ơi, em Mã Trung Thành đây ạ. Thế được chưa em? Em thấy cái git của em giờ nó đang lỗi, em gửi thầy sau được không ạ? Các bạn bây giờ đến buổi này phải xong rồi chứ. Thành này. À, tại git của em đang lỗi ạ. Chắc là để em xem lại cái git xong em gửi link lại cho thầy ạ. Rồi Quang Tuấn có không? Trung Thành đang chưa xong đúng không em? Bá Sơn, Đoàn Bá Sơn. Minh Quân, Trần Minh Quân. Trần Minh Quân có không? Trung Nguyên, Phạm Trung Nguyên. Trung Nguyên là vắng nhiều nhất này. Ngô Quang An Khánh. Quang An Khánh có nhắn được mấy bạn này không ở Bách ơi? Dạ, Tên Tuấn Ngọc. Em ơi. Chưa, em mới nhắn cho mấy bạn ạ. Lê Tuấn Ngọc Huy. Đinh Trần Tuấn Huy. Nhá, mình hỏi lại một vài bạn ở đây. Đấy, đấy là những bạn chưa hoàn thành cái phần git. Thầy ơi, thì theo em được chưa? Tại em có lịch tiêm mũi 3 ấy. Em rồi, mình hỏi Đặng Công Tiến có đây không em nhỉ? Tiêm bạn nào nói tiêm mũi 3 là sao em? Em là Nguyễn Duy Hùng, thấy xem thầy vừa tải em đã được chưa? Em mũi tiêm mũi 3 thì giờ người ta đang gọi. Hùng đã up lên chưa hay sao? Thầy vừa bảo tải em lâu ấy ạ. Hùng à em? Vâng. Hùng. Được rồi Hùng ạ. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Em xin phép thầy cho em nghỉ sớm để em đi tiêm ạ.
Rồi. Đặng Công Tiến có học không ở người Bách ơi? Dạ, em không biết. Không có liên hệ được bạn đấy à? Là cái danh sách này nó xuất kiểu gì ấy nhỉ? Rồi. Ở trong này cũng làm gì có cái bạn đấy đâu. Đinh Trần Tuấn Huy là có đi không nhỉ? Đinh Trần Tuấn Huy. Đinh Trần Tuấn Huy là có nghỉ học nhiều không ạ, Bách ơi? Cũng nghỉ khá nhiều đây đúng không? Em không biết ạ, hình như bạn ấy nghỉ. Thấy xem mà thấy không biết. Đoàn Bá Sơn. Hoàng Minh Ngọc là có đi đúng không em? Quách Ganh là bạn nào? Em ạ. Quách Đức Anh. Bạn tí nữa các bạn nhanh nháy này lên ra. Tức là mời ấy ở Đức Anh, sao của em có ít thế này? Có đủ không? Ít đâu ạ? À? Thầy xem lại. À em em vừa gửi cái link đúng không? Vâng ạ. Mình thấy là có 1 2 3 4 5 năm cái file mà đuôi CVP hết. À, thầy xem ở thầy xem em chia các tuần đấy ạ. Không, em vừa mới gửi cái link của mình vừa mới xem đây. Vừa gửi cho mình cái link QTBTVN đấy. Mình mở ra là Quách Đức Anh này chỉ có 5 cái file thôi, sắp xếp trên sâu này. Thầy bấm em vào các có... thầy bấm ở chỗ các tuần đi ạ. Nó không có mà. Đây nhá. Đấy mình vừa gửi cho em đấy. Làm gì có đâu. Em có gửi nhầm không đây? Thầy bấm vào chỗ kia chỗ main ấy, xong rồi thầy chỉnh thì nó sẽ có các tuần ạ. Bên bên nào em biết nó không ôi dồi thế này em phải gửi em phải tất cả là em gửi lại vào trong một đấy thôi một cái repo thôi em ơi. Ok ạ. Vâng. Thế các bạn làm này. Em là cái gì nhỉ? Quách Đức Anh. Quách Đức Anh sao ở đây không thấy ghi Quách Đức Anh. À, vẫn ghi vắng đây rồi. Vắng là chưa hoàn thiện cái bài.
Quan trọng gì nhỉ? Cái phần của chúng ta, các bạn ví đang là muốn si nhé, một số bạn không hiểu sao nó cứ sử dụng cái si cộng cộng nhỉ. Tất nhiên thì dùng thì nó không vấn đề gì lắm đâu, nhưng mà Mã trung thành được chưa em? Dạ em chưa. Sao lâu thế? Ngô Quang An Khánh là bạn nào nhỉ? Ngô Quang An Khánh có đây không? Không thể, hình như bạn ấy nghỉ học không nhỉ? Nghỉ học á? Thế là nghỉ bạn vắng ấy, gì em? Bạn ấy vắng không nhỉ? Duy Vinh đã được chưa, Duy Vinh ơi? Em đang làm ạ. Hả? Em đang làm lại ạ. Lại, em nén vào, em gửi mail đi, nhưng mà em gạch ngang ở phía dưới xem nào. Tức là để cái ấy. Thầy cho em xin mail của thầy. Mail gửi rồi mà em.
Duy Hùng hoàn thành chưa Duy Hùng nhỉ? Em thấy bạn ấy vừa lộp như thầy xong rồi bạn ấy đi tiêm rồi ạ. À? Đi tiêm à? Cái bạn mà thầy bảo file lỏng quá ạ. Ít file quá gì? Cái file của bạn ấy bị lỏng quá ạ. Mấy 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 mê. Ờ à, rồi. Nguyễn Duy Hoàng có đây không em? Bạn Hoàng bảo bạn mất mất điện ạ, bạn không vào được. Ok, bạn đấy có vấn đề gì về ấy nhỉ? Bạn bảo này bạn mất điện ạ, nên là bạn không vào được team. Giang Phong có đây không nhỉ? Có à? Đó. Giang Phong có bật webcam được không? Đó, bây giờ đã được rồi Vinh ạ. À? Dạ. Các bạn mà thi mà như thế này thì chết nhỉ. Nguyễn Quang Tuấn nó có đi học không em nhỉ? Dạ, em không biết. Chung là được rồi đúng không em? Chưa bận đấy ạ. Ừ.
Rồi các bạn đã xem cái đề thi chưa? Em ơi. Vâng, em đang xem. Em xem đi. Vâng. Em xem cái đề thi đi. Đấy, mình đang review lại cái bài của các em một chút. Alo, thầy, nhờ thầy xem hộ em coi, xem nó lên chưa? Thấy chưa? Em gửi lại cho mình cái. Vâng. Trần Minh Quân có đây không em? Trần Minh Quân hôm nay vắng à? Bạn ấy có việc thì phải. Thế là bạn có nhắn là xin nghỉ gì không? Em không biết nữa. Bảo cái này là sao em? Em không up folder được thả. Em để như kia nó bảo lỗi. Rồi, mình hỏi lại bạn Quách Đức Anh đã xong chưa? Quách Đức Anh ơi. Quách Đức Anh. À, em đây ạ. Xong chưa? Xong chưa? Rồi ạ, rồi ạ. Đã gửi lại chưa? Mất cái link này thôi này ạ. Link bây giờ em phải lấy lại thì mình kích, chứ bây giờ mình tìm lại của em nữa. À, đây, 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 em gửi đi. Chưa khẩn trương nhanh. Lê Minh Vũ có xong chưa em ơi? Em sắp xong rồi, em đang. Lê Thanh Tùng. Quách Đức Anh là chỗ này sao nhỉ? Và tại sao trên CPP các bạn đang làm C, sao nhiều bạn là CPP nhỉ? Không, em à? Em để thế thôi chứ em vẫn dùng C. Để là CPP nhưng mà vẫn chạy C thế ạ? Em vẫn chạy C rồi. Vẫn dùng Berlin với scan các thứ chứ không phải dùng con với sim. Bạn vừa gửi là bạn Quách Đức Anh. Quách Đức Anh. Tìm các bạn mỗi lần qua các bạn này tìm rất là khó. Quách Đức Anh. Rồi còn bạn nào nữa không? Mình hỏi lại lốt này cho nó xong này. Rồi, Lê Minh Vũ xong chưa? Lê Thanh Tùng xong chưa? Mã Trung Thành xong chưa? Mã Trung Thành. Đoàn thầy ơi, thầy đợi chút để em chắc em phải tạo lại cái GitHub mới rồi em đăng lại code lên ạ. Tại vì cái tài khoản của em không biết sao không nhớ cái mật khẩu thế à? Em không vào được. Ôi trời ơi, thế thì
Phạm Minh Đức xong chưa em? Chưa, thầy để em một xíu ạ, thầy để em một xíu. Lê Hồng Đức. Đây những bạn sau ở lại nhé, thế còn các bạn khác thì chúng ta có thể là sau khi đã có cái đề bài và mình cũng đã nhìn qua cái phần nội dung đánh giá của các em rồi thì các em có thể nghỉ. Dựa trên cái phần đề của các em thì các em ôn tập lại nhé, ôn tập và chúng ta xem các cái đề tham khảo đấy. Những bạn ở lại này, bạn Lê Minh Vũ, Lê Thanh Tùng, Mã Trung Thành, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Minh Quân, Phạm Trung Nguyên, Ngô Quang An Khánh, Lê Tuấn Ngọc Huy, Đinh Trần Tuấn Huy, Nguyễn Duy Huy Hoàng, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Đức. Rồi, còn các bạn khác không mình không đọc vừa rồi thì các bạn có thể nghỉ nhé. Các em nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Rồi, các bạn xem cái phần đề thi đi và chúng ta tham khảo cái phần đề đấy để mà ôn tập thi cho tốt nhé. Rồi. Thế thì cũng là cái buổi cuối thì nên chúc các em về quê Tết cùng gia đình vui vẻ và chúng ta cố gắng sau Tết là chúng ta ôn tập tốt và ra Tết chúng ta thi đạt kết quả cao nhé. Chào thầy ạ, chúc thầy ăn Tết vui vẻ. Anh chúc thầy ăn Tết vui vẻ. Đã, các bạn xong chưa? Giang Phong ơi, Giang Phong có thể nghỉ nhé. Thầy chắc Linh, Vũ, Phạm Minh Đức, Mã Trung Thành, các bạn xong chưa? Xong thì các bạn báo lại cho mình để... Thầy check của em xem có mở và xem được không? Đây, Minh Vũ. Rồi, của Vũ có rồi. Em được rời phòng rồi đúng không? Rồi. Phạm Minh Đức và Mã Trung, Mã Thành Trung hay Mã Trung Thành? Dạ vâng, thì đợi em chút ạ, em đang upload file lên ạ. Minh Vũ có thể rời phòng. Em cảm ơn ạ. Em chào thầy, chúc thầy Tết vui vẻ. Rồi, cảm ơn em.
Không chị em ơi. Thầy ơi, em gửi tin nhắn cho thầy rồi đây ạ. Thầy ơi, thầy check dùm em xem được chưa hả thầy? Cái em vừa mới gửi đây gì? Dạ vâng ạ, em gửi qua team cho thầy rồi đấy ạ. Gửi qua tin nhắn riêng ạ. Đây đây. Có sao chép ở đâu đúng đây? Dạ không ạ. Hả? Không ạ. Rồi bạn Lê Thanh Tùng xong chưa em ơi? Em thấy bạn Lê Thanh Tùng không có trong phòng ạ. Ồ thế thì còn ai? Đức xong chưa? Thầy cho em xin đến 11 giờ. Thầy à? Lúc tầm 11 giờ em gửi tin nhắn cho thầy ạ. Lúc đấy thầy check đó. Em đang làm note ạ. Thành Trung là cũng không phải em nữa. Dạ. Em tự đem cũng chỉ gửi cái đấy thôi đúng không? Dạ em gửi giao của Trung về rồi. Thì xem được chưa? Ờ được rồi, mình lấy của Trung được rồi. Dạ vâng. Chung được rồi Chung nhé. Dạ vâng ạ. Rồi thế còn bạn Phạm Minh Đức nữa. Thì mình cứ để ở đây, Đức nó làm xong thì nhắn lại ở đây. Dạ vâng ạ. Vâng, thế em chào thầy ạ. Chào Chung.
Chúc thầy ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn em nhé. Chúc em cũng ăn Tết vui vẻ, cố gắng Tết hoàn thành cái môn thi này nhé. Đức chuẩn bị xong rồi, tí Đức gửi vào cho mình nhé. Thế còn một số bạn vắng ngày hôm nay và các bạn chưa hoàn thiện thì em nhắn cho các bạn đi, các bạn gửi lại nhé. Đức nha. Dạ vâng. Mình stop cái ấy đây. Dạ vâng.